Chương 2. Hỡi anh em đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có ti vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng, mời ngồi đây là chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng, hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta. Thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này, Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo trong đời này, đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? Mà anh em lại khinh dễ kẻ nghèo, há chẳng phải kẻ giàu đã hà hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? Há chẳng phải họ phạm thượng đến danh tốt đã lấy đặt cho anh em sao? Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp, tôn trọng, theo như Kinh Thánh rằng, hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm. Nhưng nếu anh em tây vị người ta, thì phạm tội luật pháp, bèn định tội anh em như kẻ phạm phép. Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn, thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Vả, Đấng đã phán rằng, chớ phạm tội tà dâm, cũng có phán rằng, chớ giết người. Vậy, nếu ngươi không phạm tội tà dâm, nhưng phạm tội giết người, thì ngươi là kẻ phạm luật pháp. Hãy nói và làm dường như phải chịu luật pháp tự do, đoán xét mình. Sự đoán xét không thương xót, kẻ chẳng làm sự thương xót, nhưng sự thương xót thắng sự đoán xét. Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm thì ít chi chăng, đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì có ích gì chăng? Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin, còn ta có việc làm, hãy chỉ ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng, Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Nhân đó anh em biết, người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỳ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi. Ngươi há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.